Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú câu thứ 5. Thì quý vị nào có quyển kinh này đó thì có thể về nhà mình có thể đọc lại thì mình sẽ hiểu được cái ý hơn. Bởi vì cái bản văn mà chúng ta đang có đó được viết lại, được dịch lại thành một cái kiểu như là thi kệ. Mà vì viết thành thi kệ cho nên có thể cái ý nó không có được diễn đạt bằng cái văn trường hàng. Ở trong kinh điển của Đạo Phật á, có tổng cộng là 12 thể loại kinh. Kinh mà chúng ta nghe giống như hồi nãy mình nghe kinh Bát Đại Nhân Giác đó, kinh Tám Điều Giác Ngộ đó, là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm thường đọc tụng và quán niệm về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Cái thể văn như vậy gọi là văn trường hàng, tức là văn viết dài như là một cái bài viết, gọi là trường hàng. Chữ trường là dài. Còn khi nào mà cô động cái ý đó lại thành ra bốn chữ, năm chữ, ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác cũng đã được diễn dịch lại theo cái thể văn thi kệ, là đệ tử Phật thì nên hết lòng ngày cũng như đêm đọc tụng quán niệm tám điều giác ngộ, thành ra một cái thể năm chữ hay bốn chữ, chúng ta thường gọi là thi kệ. Thì kinh điển mà những lời Phật dạy đó được diễn đạt ra nhiều cách để cho người ta đọc hay là dễ nhớ. Thì đại chúng nhớ là tổng cộng có 12 thể loại. Còn ví dụ như Phật nói cái bài kinh đó, rồi Phật kể lại những cái nhân duyên tiền kiếp như thế này thế kia, cái đó gọi là kinh nhân duyên hay là kinh thí dụ, tức là đưa những cái hình ảnh để làm cái thí dụ. Thí dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong bài kinh đó có chứa nhiều cái thể loại trong đó, mà lấy cái hoa sen để biểu lộ cho cái tâm của chúng ta. Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn, thì Phật thường hay lấy cái hoa sen làm biểu tượng cho một người sống ở trong đời mà không có nhiễm bùn, không có nhiễm bụi đời, cho nên gọi là hoa sen. Vì vậy mà quý vị thấy tượng của Phật hay vẽ Phật ngồi trên hoa sen. Tại sao không ngồi trên hoa khác mà lại ngồi lên hoa sen? Bởi vì hoa sen có 10 cái đặc tính, mà trong đó có một cái đặc tính là ở trong bùn mà không nhiễm. Thì tất cả chúng ta là những người sống ở trong cõi đời này, rất nhiều những cái cám dỗ, nhưng mà chúng ta có thể vững tâm không bị nó cám dỗ. Pháp Hòa ví dụ như trong chúng ta đây, ai mà không ham chơi, nhưng mà mình biết suy nghĩ, mình ham chơi thì mất tiền của, bệnh tật, mất hạnh phúc, thôi thắng lại không ham chơi. Thật ra trong cuộc đời này có nhiều cái nó kêu gọi, nó cám dỗ lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta có tư duy, cho nên chúng ta vượt những cái cám dỗ đó thôi. Chứ không, mình không thánh thần gì, nhưng mà chúng ta biết cái suy nghĩ, biết tư duy, biết nhìn kỹ sự việc, cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Cho nên ở trong Phật giáo, quý vị thường thấy các vị Bồ Tát cầm những cái pháp bảo như là kiếm, như là cung, hay là cái hoa sen vân vân, thì quý vị biết là đều có một biểu tượng trong đó hết. Thì kinh Pháp Cú này có hai thể loại: thể loại văn trường hàng và thể loại thi kệ. Thì cái quyển mà chúng ta đang có đây là thi kệ, được dịch thẳng từ tiếng Phạn ra tiếng Việt, do
trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, đi qua Ấn Độ học nhiều năm. Sau khi trở về nước, Ngài đã mang kinh Phật bằng tiếng Phạn và dịch thẳng ra tiếng Việt. Và ngày nay mà chúng ta có được một số lượng kinh sách nguyên thủy từ Phạn ra Việt, đó là nhờ công đức của Ngài. Nhưng mà ngược lại, chúng ta còn một số lượng kinh sách từ tiếng Tàu, tiếng Hán sang tiếng Việt, thì nhờ công đức dịch thuật của các vị khác nữa, mà trong đó Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là một trong những vị dịch kinh từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Thì mình thấy Pháp Hòa nói như vậy, thỉnh thoảng Hòa giới thiệu để đại chúng chúng ta trân quý những công việc, những công đức mà các bậc trưởng thượng của chúng ta đã để tâm huyết của các ngài trong cái công việc đó. Và chúng ta là người thừa hưởng, chúng ta cần nên tìm tòi, đọc tụng để không có phụ cái công của các ngài. Thì hôm nay câu kinh Pháp Cú thứ 5 mà chúng ta đọc, câu kinh như thế này: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Bài kinh, bài kệ này Đức Phật nói là do một cái duyên do. Trong một cái gia đình đó có hai người vợ, thì cái ông này ông có hai vợ, và bà vợ đầu tiên á thì không thể sanh con, bà vợ thứ hai thì sanh con. Nhưng mà quý vị cũng biết tâm tánh của người nữ thì thường làm sao mà có thể mà tha thứ hay là từ bi hay là bao dung được những cái chuyện đó. Cho nên người vợ lớn đã tìm mọi cách để hãm hại bà vợ kế. Mà cứ mỗi lần mà bà này có thai á, thì bà vợ lớn tìm cách bỏ thuốc vào thức ăn hay là bằng mọi cách khác để làm cho bà vợ nhỏ hư thai. Nhiều lần như vậy. Đến khi sau này bà vợ lớn chết đi, bà tái sinh vào nhiều cái loài khác nhau, thí dụ như làm mèo, làm chó, vân vân, để mà trở về cái nhà đó, mục đích cũng để mà báo những cái oán mà bà để trong lòng. Thì cuối cùng á, bà đọa, bà làm một con quỷ dạ xoa. Thì quý vị biết quỷ dạ xoa là chỉ ăn thịt người thôi. Thì một hôm, trong khi mà những năm bà chết á, thì bà vợ nhỏ này cũng sinh được một vài người con. Thì có một lần nọ, bà vợ nhỏ này ban đêm thấy một con quỷ tới để định ăn đứa con của mình. Thì bà mới hoảng hồn, bà ẵm đứa con, đứa nhỏ đó chạy thẳng đến tịnh xá. Thì bất chấp mà lúc Phật đang thuyết pháp, thì bà đi thẳng vào, chạy rất là nhanh, với cái tâm trí hỗn loạn. Bà gặp Đức Phật và bà đặt đứa nhỏ trước Phật, trước mặt Phật. Bà nói rằng: con xin cúng dường con của con cho Ngài. Thì Đức Phật hỏi duyên do, thì bà mới nói là có một con quỷ dạ xoa đang rình rập ở bên ngoài để mà ăn con của con. Thì Đức Phật cho Ngài A Nan ra ngoài đó để mời con quỷ đó vào. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, thuyết pháp cho bà nghe về cái sự hận thù. Thì Đức Phật diễn giải cái câu mà hận thù diệt hận thù cũng giống như là mình lấy nước dơ mà mình rửa cái chỗ dơ. Pháp Hòa ví dụ, quý vị mình thấy cái bàn này dơ, mình lại không lấy nước rửa, sẵn mồm mình có nước bọt mình phun vào để mình mong là mình chùi, thì nó không bao giờ nó sạch. Bất cứ ở đâu mà nó dơ mà chúng ta lấy nước dơ mà rửa thì không cách nào sạch được.
Chỉ khi nào chúng ta lấy nước sạch, chúng ta rửa chỗ dơ thì nó mới sạch được. Cũng như thế, hận thù mà đi dẹp cái, rửa cái hận thù thì không thể được. Mình lấy cái giận mà đem đi diệt cái giận thì không hết. Lấy cái thù mà đem rửa cái thù thì không được. Cho nên chỉ có cái gì? Chỉ có cái tình thương, lòng tha thứ. Mình không có con thì người khác có con với chồng mình, thì mình có thể là mình không khó khi nào mình nữa là bằng lòng hay là mình hài lòng được. Nhưng mà mình giận tới đó thôi, mình giận hơn nữa để mình tạo những cái hận thù như là giết người, thì cái tội lỗi đó nó không thể nào mà nó xóa được. Hoặc là có thể chuyện đó không ai biết, nhưng cái chuyện tội lỗi đó chúng ta, chỉ là chúng ta là người trong lòng chúng ta biết được. Cách đây hơn mười mấy năm, Pháp Hòa đi giảng ở bên Mỹ, thì có một bà cụ đó, bà trong giữa chúng hội vậy đó, bà giơ tay lên bà xin sám hối. Bà mới nói rằng suốt mấy chục năm nay bà nằm chiêm bao, bà chỉ thấy chung một cùng một giấc chiêm bao thôi, đó là luôn luôn bị đi lạc đường. Thì bà mới kể lại rằng hồi đó chồng bà ngoại tình, bà nghe lời người ta, vì muốn kéo chồng mình lại trở về với mình, bà nghe lời người ta xúi biểu bằng cách là lấy đồ dơ của người phụ nữ hàng tháng đó cho má chồng uống. Thì làm như vậy thì người chồng sẽ trở về với mình. Nhưng mà bà có làm gì đi nữa thì người chồng cũng không trở về. Nhưng mà bà đã ân hận vì dại dột, đã nghe lời người khác xúi biểu và làm những việc lỗi lầm như vậy. Và bao nhiêu năm nay bà cùng một giấc chiêm bao thôi, là thấy mình đi lạc hoài mà không biết đường trở về. Thì sau khi nghe câu chuyện đó thì Pháp Hòa giữa đại chúng, Pháp Hòa trân quý những cái lời sám hối của bà, và mong đại chúng hãy vì bà mà hộ niệm cho bà nhất tâm sám hối. Cách đây mười mấy năm khi đi giảng bên Mỹ, thì mình mới thấy rằng khi mà chúng ta đau khổ, chúng ta giận tức, ai xúi gì chúng ta cũng làm hết. Mà quý vị thấy á, ở trong cái xã hội, mà nhất là những cái xã hội mà người ta coi mạng sống nó rẻ quá đó, thì cái tội ác nó dày đầy. Quý vị đọc báo quý vị cũng thấy, người ta có thể vì một cơn giận mà chém nhau. Có những người Pháp Hòa quen nè, đi về Việt Nam chơi, rồi bà con trong gia đình gây gỗ, cái vị này ra can. Một trong hai người gây đó tức quá, vô lấy cái dao lưỡi liềm ở dưới quê mình hay để gặt lúa đó, chém cái ông can chết. Ông can là người ở ngoài này, ở hải ngoại đi về Việt Nam thăm, thấy bà con của mình gây gỗ vô can, thì trong lúc nóng giận, những vị đó không có điều phục được cái cơn giận của mình, rồi chém luôn cái người thứ ba, là cái người cản ngăn mình trong cái công việc đó. Vì vậy cho nên á, mình mới biết rằng cái sự nóng giận nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm vô cùng. Mà để chúng để ý trong cuộc sống này coi, có bao giờ cái người nóng giận mà nên việc đâu, toàn là hư sự. Đức Phật đưa một cái ví dụ, một cái con ảnh ương á, thường thường mà khi mà nó phùng cái bụng nó lên, nó làm gì? Nó kêu phải không? Thì con người mới thấy, mới nghe được cái tiếng nó ở đâu, mới bắt nó. Hay là cái con nhái mà lúc nó kêu á, nó phải phùng cái bụng nó lên nó kêu, thì cái con dơi biết nó ở đâu ăn nó. Thì Đức Phật nói cái người mà nóng giận á,
cũng phùng mang trợn mắt như con dơi con nhái vậy đó, thì người ta, xin lỗi, như con nhái con ảnh ương á, thì người ta biết nó ở đâu, người ta bắt nó. Thì cái người mà nóng giận mà lộ lên cái hình tướng như là trợn mắt rồi tức giận, ở Việt Nam mình hay gọi là phùng mang trợn mắt, trợn má gì đó, thì hễ mà mình hiện cái tướng giận tức lên á, thì Đức Phật nói là ác ma nó biết, cho nên nó vô nó cướp đoạt mình. Thì ác ma này là gì? Là những cái hành động của nghiệp lực do con người mình tức giận. Ít có khi nào mà con người tức giận lên mà con người ngồi yên lắm. Hãy tức giận lên là phải biểu lộ bằng ánh mắt, bằng lời nói, bằng hành động. Có nhiều người tức giận đập đồ, nhưng mà hãy đập xong rồi á thì sao, cũng phải đi hốt, rồi phải bỏ tiền ra mua, rồi cái ngày sau lại tức giận đập nữa. Có nhiều người tức giận là hất mâm cơm xuống đất. Có nhiều người tức giận đập tượng Phật, đập bàn thờ. Nhưng mà sau đó rồi ăn năn rồi hối hận đủ kiểu hết. Cho nên nóng giận là một cái nguy hiểm vô cùng, mà Đức Phật liệt nó vào trong những cái tâm bất thiện. Sân hận, chữ sân là nổi nóng, chữ hận là cái để cái niềm sân rồi mới tới hận. Thí dụ mình nổi nóng, mình tức giận lên, xong rồi cái sự tức giận đó mình để trong lòng, cái gì mà để trong lòng lâu ngày đó, nó thành ra hận. Mà hận lâu mà không tiêu tan thì nó thành ra oán kết. Cho nên nguy hiểm. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra ba dạng người giận. Có những người giận như viết chữ trên cát, có những người giận như viết chữ trên nước, có những người giận như viết chữ trên đá. Thế nào là người giận như viết chữ trên cát? Quý vị ra bãi biển, nước nó lan ra rồi là một mọc cái mặt cát nó bằng đẹp lắm, thì mình mới lấy cái tay mình viết chữ lên đó. Thì sau khi mình viết rồi á, thì chữ nó nằm đó, nhưng mà một cái cơn nước nó tràn vô, nó kéo ra thì chữ còn không? Còn không? Chữ không còn. Thì Đức Phật nói có những người, người ta tức giận xong rồi người ta cũng mau nguội như là viết chữ trên cát. Cũng là giận đó, nhưng mà đỡ lắm. Tức là không có để trong lòng lâu. Rồi có những người giận như viết chữ trên nước. Thưa đại chúng, chữ viết trên nước nó có lưu chữ nào không? Lưu không? Thì Đức Phật nói cũng có những người, người ta giận, nhưng mà cái giận người ta nó nhẹ lắm, nói nhưng mà không có để bụng. Còn hồi nãy á, có để bụng mà không lâu, có thể lặng buổi thôi, sáng chiều hết. Nhưng mà có những người giận như viết chữ trên đá. Thưa đại chúng, mà chữ mà khắc trên đá thì chừng nào nó mới mất? Thì có những người, người ta giận xong rồi bao nhiêu cái tức giận nó để trong lòng. Mà một con người mà sống mà giận hờn tức tối hoài thì người đó ra làm sao? Sao đẹp nổi? Hiện đời là gương mặt không đẹp rồi. Và cái kết quả là gì? Chết trong đau khổ, đọa lạc vào những cái nơi đau khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta sống như thế nào thì chúng ta tương đồng với cái nghiệp đó. Pháp Hòa, thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ á, mình mà thích bàn luận chuyện thị phi tốt xấu của thiên hạ đó, là thế nào mình cũng có một số bạn kiểu đó. Tối ngày đi tìm tòi ai sao sao, về phone kể với nhau, vô xe ngồi không có chuyện mình, toàn chuyện ta, ngồi lại nói chuyện ta. Thế tại sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nồi nào thì vung đó. Mặc dù cái nồi với cái vung đó khác, nhưng mà nó phải một bộ nó mới đi chung. Thấy không? Thành tử ra người thích bàn luận Phật Pháp thì gặp nhau nói Phật Pháp. Nghiệp nào thì nó chiêu cái lấy. Hồi sáng mình tụng cái bài sám hối á, tội chiêu bởi mình. Chiêu là gì? Thu hút lại. Mình là người thích tu tập thì mình thích đi chùa, thích tu tập.
Người thích cái gì thì nó chiêu cái đấy. Cho nên người mà thích dèm pha ly tán người khác đó, 10 câu chuyện là họ cũng dèm pha trong đó. Mà cái đó là, thưa đại chúng, cái đó là thành một cái nghiệp. Một cái nghiệp mà chia rẽ người này với người kia. Mà ngay cả cái giới thứ tư là mình đã phạm, của người căn bản Phật tử. Giới thứ 10 là mình đã phạm, 10 giới trong thập thiện là mình cũng có phạm trong đó. Là nói lời chia rẽ, nói lời đâm thọc. Mà cái đó đều là cái nghiệp. Cho nên cái khẩu nghiệp nó ghê gớm lắm. Mà hãy mình muốn biết mình chết đi về đâu không, mình cứ nhìn vào cái cách sống của mình mỗi ngày, mình sẽ biết mình đi về đâu. Người nào mà sống mà cứ tức giận mỗi ngày thì nhất định cái cảnh quỷ dữ, cái nơi xấu xí nó chờ mình. Cho nên á, cái cảnh giới Atula đó là những người ở trong đó đó, phước họ có nhưng mà họ không có hưởng trọn. Thí dụ như họ thích ăn bánh xèo, có bánh xèo ăn. Con người mình á, thích ăn bánh xèo là phải quậy bột, phải đổ bánh. Nhưng mà cái cõi đó phước hơn mình, tưởng là có. Nhưng mà đã có một cái điều là không bao giờ hưởng trọn. Họ đang ăn bánh xèo nửa buổi thôi, nửa cái thôi, thì đang nhai vậy thì tự nhiên ở trong miệng họ bánh xèo biến thành sỏi, đá, cát, bụi. Tất cả đồ ăn của họ biến thành là, họ đang đi chơi vui vậy đó, nửa buổi thôi là tất cả những cái cảnh vui của họ biến thành khổ lụy hết. Tại sao? Tại vì người đó sống ít khi nào trọn một ngày vui. Pháp Hòa thí dụ như có nhiều khi mình đang ngồi ăn cơm vậy đó, vui vẻ lắm, tập hợp ngồi ăn vui lắm. Sau câu vài ba câu chuyện là bắt đầu bất đồng ý kiến, mít lòng với nhau, đập bàn. Có nhiều người tức giận, đập bàn, hất mâm cơm đổ xuống. Có phải nửa chừng không? Ai đang ăn ngon nửa chừng, giờ cơm nó trộn với bụi cát hết rồi, phước nửa bụi. Cho nên mình cứ sống vậy hoài, cứ hễ giận tức lên, cái tivi đang tốt vậy đó, giận lên lấy đồ liền cái bóp. Ừ. Guarantee 2 năm mà mới có 6 tháng rồi, là bị mình tiễn nó vô nghĩa địa rồi. Thì cái phước nào mình cũng có, nhưng mà nửa chừng vậy đó. Thành nữ ra một cái đời sống của chúng ta đó, là nó tương đồng với cái nghiệp lực. Vậy thì mình tu theo Phật giáo là làm gì? Phải thấy được những cái nghiệp gì chúng ta đang làm. Hễ mà cái chúng ta đang sống bằng nghiệp xấu thì chúng ta chuyển cái đó đi. Có nhiều khi có nhiều người á, bố thí dữ lắm, cho trò ai mà khổ là thương cho, nhưng mà chửi. Thì cái người người ta làm cái phước đó cũng có phước không? Có phước. Nhưng mà rồi cái cảnh giới mà họ sống á, toàn là bị người ta gạt gẫm, chọc giận. Họ vẫn có tiền, nhưng mà họ sống trong cái tức tối mỗi ngày. Muốn ăn là có ăn, nhưng mà ăn không trọn cái bữa ngon. Tại vì ăn mà trong tức giận. Vì cái phước họ bố thí vẫn có, nhưng mà bù lại cái tổn giảm mà do họ tạo nghiệp vẫn có. Có những người người ta cho ăn, nhưng mà người ta tiếc. Cho ăn mà tiếc lắm. Hay là bố thí xong rồi tiếc lắm. Thì họ cũng có phước, họ vẫn giàu có. Nhưng mà thưa đại chúng, vì cái tiếc của đó cho nên họ không dám ăn xài. Trời ơi, đồ ăn ngon để đầy tủ vậy đó, nhưng mà không bao giờ họ dám ăn. Đến khi nào hư đó, bắt đầu đem ra ngồi gọt, dũa, cắt, xén, ăn ba cái hư đó. Chứ cái lúc nó còn tươi trong tủ không ăn. Có không? Nhiều khi mình cũng kiểu dạng vậy đó. Lúc mà còn tốt không ăn, cất không à. Nhưng mà hễ bữa nào mở ra cái trời sao móc hết trơn, rồi bắt đầu ngồi dạt à. Ngồi dạt rồi móc mấy cái máy ra, rồi bỏ lên xào rồi lợi rồi ăn. Mà lúc đó tươi không ăn. Đó cái nghiệp. Cho nên thưa đại chúng, không có ai ban cái gì cho mình. Phật không có làm gì được cho mình. Mà Phật có độ mình. Độ bằng cách nào? Cho mình thấy cái nhân cái quả. Cho mình thấy được cái mà chúng ta tạo, để chúng ta sợ cái quả đó mà dừng cái nhân.
Rồi người nào mà lỡ hồi nào giờ chưa hiểu đạo, giờ sống trong cái quả sợ quá, thì Phật cũng cứu cái quả đó, nhưng mà mình phải chịu khó lắm. Ví dụ như nấu cái đó nó hư hết trơn rồi, bây giờ bắt đầu mới ngồi mà sửa thì cũng được đó, nhưng mà hơi cực. Mà trước khi mà mình cắt á, mình vải, mình may đồ, mà trước khi mình cắt là mình biết được cái kích thước mình cắt thì nó đỡ hư. Mà lỡ hư rồi mà sửa thì cũng được, nhưng mà hơi khó. Thì tu tập cũng như vậy. Thì chúng ta là người có tuệ thì sợ cái nhân trước khi nó thành quả. Đó là cái bài thứ nhất. Cái bài thứ bài thi kệ thứ 5 trong kinh Pháp Cú. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Bây giờ đại chúng cứ để ý, bữa nào trong nhà gây gỗ thử coi, ổng tiến mình tiến, ổng tiến mình tiến, rốt cuộc cái thằng con nó phải ra nó lên tiếng, nói đủ chưa. Hai ông bà già cộng tuổi là 100 tuổi mà cứ gây hoài ha. Thành thử mình tiếng, ổng tiếng, vợ tiếng, chồng tiếng, thì con phải lên tiếng. Mà hễ mà con nó bực quá mà không lên tiếng á, thì nó buồn khổ. Cho nên nhiều khi á, những đứa con trong nhà mình á, nó bị stress á, nó bị depressed á, không có gì đâu. Mình muốn cứu con mình á, nhìn lại cách sống của vợ chồng, nhìn lại cái môi trường sống của con, của vợ chồng, của con cái. Có nhiều khi mình đi chạy đông chạy tây, mình tìm người ta chữa, mà mình quên rằng cái gốc bệnh nó nằm trong nhà. Bây giờ ví dụ như giờ nó ngộp thở, dẫn nó vô bác sĩ cho nó đồ thở, thuốc rồi, trở về nhà, ở trong nhà độc tố vẫn còn, nó vô nó hít chừng 2 ngày nữa bệnh tiếp. Thành ra có nhiều khi trong nhà của mình á, Pháp Hòa ví dụ như có một cái lần đó, người ta cho Pháp Hòa một cái gói bánh, rồi Pháp Hòa quên đi, để gói bánh trên bàn, bị gì trong cái hộp mà mình quên. Thì trong cái gói bánh nó xanh dòi, mà không biết, tự nhiên trong phòng mình đâu mà nó xuất hiện. Trời ơi, ngày nào cũng bắt hết mà không biết lý do gì. Cái bắt đầu mình nói trời ơi, không biết có cái điềm gì ha. Không, cái vì mình nghĩ là có cái điềm gì mà trong phòng mình sạch sẽ chứ đâu có gì đâu mà là như vậy. Cuối cùng quý vị biết, bắt đầu làm một cái cuộc dọn dẹp. Dọn thì bắt đầu mới phát hiện trên bàn có một gói bánh xanh dòi, mà giờ dòi nó bò. Mấy con nó là loại, những cái con đó nó là loại hóa sinh. Nó có thể sinh từ ở trong này sinh ra chỗ khác. Thì bây giờ mình dẹp cái gói bánh đó đi sạch sẽ. Thì Pháp Hòa nghiệm ra cũng như trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta thấy con cái của mình nó tâm bệnh. Dĩ nhiên là không phải ai cũng như vậy, nhưng mà trước khi mà mình đưa con mình đi trị bệnh, hay là sau khi nó trị bệnh xong, chúng ta cũng phải nhìn lại cái môi trường sống trong gia đình. Tại sao con mình nó bị như vậy? Rồi nếu mà không phải là môi trường của gia đình thì là môi trường của bạn bè, môi trường của chỗ làm, môi trường của chỗ học. Tại vì phải có nguyên do nào đứa nhỏ nó bệnh vậy. Mà cái mà nó trầm thống nhất, mà nó có thể là nó chiếm phần lớn trong cuộc sống, đó là do cha mẹ, vợ chồng trong gia đình thiếu đi cái sự nhẹ nhàng với nhau. Có nhiều khi cái chuyện nhỏ nhưng mà vợ chồng cũng không nói được một cách nhẹ nhàng, cũng phải nạt nộ, cũng phải nói những cái câu nghe rất là nặng nề. Mà hễ cái người mà nói nặng nề thì người kia nghe chịu không nổi là bắt đầu phải lên tiếng. Mà có những người á, sau cái chuyện đó nó xảy ra rồi, 3 năm sau vẫn nhớ, mỗi lần giận là nói tiếp. 10 năm sau vẫn nhớ, mỗi lần giận là nói tiếp. Thành thử ra cái người mà không quên chuyện cũ là một sự đau khổ lớn cho mình. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải tập sao? Quá khứ qua rồi, mình phải nhìn những gì đang hiện tại. Quý vị thấy những người mà người ta ôm ấp một cái quá khứ, người ta sống khổ lắm. Đó là cái câu thứ 5. Qua câu thứ 6. Và người khác không biết,
chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Xin đọc lại. Và người khác không biết, tức là mình chẳng biết rằng chúng ta đang bị hại, chỗ ấy là cái chỗ bị hại đó, ai hiểu được, hay là chỗ đó ai mà hiểu được rồi thì tranh luận được lắng im. Thì cái bài kệ này á, hay là cái câu kinh này á, Đức Phật nói trong một cái lần ở trong chùa có hai phe. Chùa mà có hai phe nha, lẽ ra chỉ có một phe tu thôi mà giờ tu riết sao hay quá thành hai phe. Thì một phe, một cái nhóm á, là chuyên giữ luật. Thì cái nhóm mà giữ luật giới đó, họ rất là nghiêm túc trong vấn đề giữ luật. Còn cái nhóm kia thì chuyên về lo đám sám tụng kinh. Thì những vị nào mà lo tụng kinh á, thì người ta giữ luật nhưng mà người ta không có chi tiết. Còn cái vị nào mà người ta giữ luật kỹ thì chi tiết lắm. Pháp Hòa ví dụ, thì cái nhóm này trường hợp xảy ra là như thế này. Thường ở trong luật dạy á, ngày xưa là các vị đi nhà vệ sinh á, xong rồi múc cái nước á, rửa tay. Rửa xong hay là mình dùng cái thùng đó xong rồi mình phải úp lại. Để chi? Để cho nước nó ráo và nó không sanh những cái con vi trùng ở trong nước. Thì cái nhóm người khác á, thì không có giữ luật như vậy. Múc nước rửa sơ sơ rồi xong rồi để nước, không có đổ cái nước sạch, không có úp thùng, để vậy. Thì cái vị mà giữ luật ta thấy, ta mắc, ta nói. Ta nói anh ở trong chùa mà anh không nhớ luật giữ à. Thì cái vị kia mới xin lỗi, nói tôi sơ ý, tôi xin lỗi để mai mốt tôi sửa lại. Xin lỗi sám hối sao cũng không được. Cái vị luật sư đi tới đâu cũng rêu rao. Ông đó tu hành 20 năm mà luật giới căn bản không biết. Rửa tay xong không chịu úp cái thùng. Làm thầy bà vậy đó là dạy ai? Cứ nói, đi tới đâu cũng nói người ta như vậy. Ta chịu không nói, ta bực. Thì phải sao? Phải quánh lại. Y chang như cuộc đời này thôi. Cái chuyện, thưa đại chúng quý vị đừng nghĩ là vô chùa tu rồi thánh hết nha. Không có đâu. Cái xác phạm vô nãy lột xác, lột dên, có cái đầu, cái áo vậy thôi. Chứ nhiều khi trong chưa chuyển gì hết. Thật nhiều khi cạo cái đầu thôi, chưa cạo cái tâm. Người thì lúc nào cũng thơm hết, mà lời nói ra lúc nào cũng không thơm. Thì gây gỗ với nhau xong rồi đưa lên tới Phật. Phật khuyên cũng không được. Thì cái lúc đó đang trong mùa an cư, giống như thời điểm giờ nè, đang trong mùa an cư vậy, gây gỗ. Thì Phật nói không được, cái Phật bỏ các vị này, Phật vô rừng, Phật ở. Phật vô rừng và cái năm an cư đó Phật không có về với chúng. Phật an cư một mình ở trong rừng. Giờ trong sử còn giữ lại 45 năm an cư của Đức Phật. Có một năm Phật an cư một mình ở trong rừng với một con khỉ và một con voi. Bây giờ quý thỉnh thoảng quý vị đang người ta vẽ cái bức tranh đó, tranh lịch sử Đức Phật đó, quý vị sẽ thấy Đức Phật đang ngồi, có một con voi, một con khỉ nó quỳ hai bên. Một đứa thì dâng một cái trái, một đứa thì cầm ly nước đó. Thì quý vị sẽ biết rằng cái hình ảnh đó là kể lại câu chuyện này đây. Câu chuyện mà chúng tăng ở trong chùa sống mà không có hòa thuận với nhau, để mà Phật phải buồn lòng, Phật đi vào trong rừng. Thật ra mình đừng có mình ở đây là mình nói là Đức Phật sao còn buồn còn giận. Thưa không, Phật không có giận. Nhưng mà khi Phật thấy rằng các đệ tử tu tập sống với nhau mà chưa được với cái tinh thần lục hòa cộng trụ thì Phật buồn. Bởi vì bản chất của chữ tăng là gì? Nghĩa của chữ tăng là gì? Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Sống chung với nhau mà không hòa thuận thì cho dù mình ở cả ngàn người hay là 5 người, 10 người, nó vẫn không đúng nghĩa của chữ tăng. Cho nên người ta vô chùa thấy nói hôm nay con đi cúng dường chư tăng. Chư tăng, chữ tăng nghĩa là hòa thuận. Mà chữ tăng không phải riêng cho các thầy, tất cả nam nữ tu sĩ
sống hòa hợp là tăng hết. Chúng ta về chùa đây, chúng ta làm công quả với nhau, trong cái tinh thần hòa hợp là tăng hết. Nhưng mà nếu chúng ta trong lòng chúng ta nuôi một cái ý là mình muốn tách làm hai nhóm, mình muốn làm sao chia rẽ, mình muốn làm sao để mà chơi với cái nhóm này, không chơi với nhóm kia, và trong lòng mình khởi cái tâm đó, và chúng ta đang ngấm ngầm làm cái chuyện đó bằng những cái cách mà chúng ta chia rẽ nội bộ, bằng những lời lẽ, chúng ta đã vi phạm cái chữ tăng rồi. Chúng ta đã vi phạm cái nghĩa của chữ tăng, dù chúng ta đang sống trong tăng. Vì tăng là gì? Phải thể hiện 6 điều đức tính. Một là phải sống chung vui vẻ, gọi là thân hòa đồng trụ, chia sẻ với nhau chỗ ở, chật ở theo chật. Có nhiều khi dành với nhau từng cái chỗ ngủ, dành với nhau từng chỗ ngồi, thì nó không phải là cái chuyện của người tu làm. Người tu đây là Pháp Hòa nói xuất gia tại gia. Nếu mà chúng ta là những người về chùa, bây giờ ở hải ngoại chùa tăng ít lắm, đa phần là Phật tử, mà tất cả mọi cái sự việc trong chùa phần lớn là nhờ Phật tử, chứ tăng đâu có đủ mà làm. Chư tăng bất quá là đứng làm cái người gọi là gì, lãnh đạo, hướng dẫn, nhưng mà chùa phần lớn phải nhờ vào số lượng của người Phật tử, người cư sĩ. Nhưng nếu chúng ta là những người cư sĩ, chúng ta về chùa với cái ý nghĩa là chúng ta là người hộ đạo, hộ trì tam bảo. Chúng ta có nhiều cái tên gọi lắm, hộ trì tam bảo nè, rồi ban trị sự nè, rồi ban gì, lãnh đạo, đủ thứ các cái từ chúng ta gọi, chẳng qua là để gọi một cái nhóm để mà làm việc cho chùa. Hỏi là chúng ta đến chùa làm gì? Phụng sự tam bảo. Nhưng mà nếu như chúng ta đến mà trong một cái nhóm mà bắt đầu mình tách, mình chia ra, này, chơi 5-7 người này thôi, không có chơi với 5-7 người kia, rồi chúng ta khởi những cái tâm ý như vậy, thì chúng ta làm buồn Phật. Hay nói gần gũi hơn là chúng ta làm buồn cái vị thầy mà lãnh đạo tinh thần của chúng ta. Nếu mà một lúc nào ổng thấy rằng ổng không đủ khả năng để điều phục cái nhóm người này, vì sự chia rẽ của trong nội bộ họ trầm trọng, có thể vị thầy đó sẽ bỏ đi, không thể nào tiếp tục lãnh đạo tinh thần nữa. Mà ở đây lãnh đạn tinh thần không, thay vì lãnh đạo thì toàn là lãnh đạn, bên này bắn qua bên kia bắn lại. Cho nên thân hòa đồng trụ. Nghĩa thứ cái thứ hai là gì? Khẩu hòa vô tranh. Lời nói không có những cái lời hiềm khích. Thưa đại chúng, thật sự khi chúng ta vào trong cái sinh hoạt, chúng ta chia ra nhóm để làm gì? Để mỗi người có trách nhiệm. Nhóm này lo việc này, nhóm kia lo việc kia. Nhưng mà nếu chúng ta không có ý thức thì chúng ta dính vào cái nhóm của mình, thì cái đó là chúng ta làm sai cái nguyên tắc. Chia để có mỗi người có trách nhiệm. Giống như là Đức Phật có những vị chuyên về giảng, chuyên về này, chuyên về kia, thì cả một cái cộng đồng đó mới làm nên hưng thịnh cho đạo tràng. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Khẩu là chúng ta phải nên hòa thuận mà đừng có tranh cãi. Hai thứ rồi phải không? Thứ ba là ý, ý hòa đồng duyệt. Những cái ý gì chúng ta khởi lên, chúng ta nên nói ra để cho mọi người vui vẻ với nhau. Có nhiều khi vô họp thì không ý kiến, nhưng mà bước ra khỏi bữa họp là chống. Làm như vậy là sai, làm như thế kia là sai. Mà hồi nãy trong buổi họp ta hỏi không trả lời. Mà trong nhà Phật rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta đưa ý kiến như vậy, toàn thể đại chúng có đồng ý không? Ai không đồng ý xin nói lên. Im lặng. Im lặng cái vị đó mới nói, các vị im lặng nghĩa là các vị đồng tình.
tôi xin ghi nhận vào biên bản. Cái đó là cái sự hội luận mà trong nhà Phật gọi là yết ma. Yết ma là chúng ta họp lại để chúng ta lấy biểu quyết chung. Mà chúng ta được ba lần hỏi, ba lần hỏi, mà ba lần giữ im lặng, nghĩa là mình đồng ý. Mà mình đồng ý mà hồi đi ra mình nói ngược lại là mình sai nguyên tắc. Mình sai nguyên tắc là mình mang vào cái lỗi là mình phá cái sự hòa hợp đó. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải. Những cái ý kiến, những cái thấy của chúng ta nên đem ra để chúng ta cùng giải bài với nhau. Có nhiều khi mình đi ra mình nói theo tôi đó nha, là phải như thế này thế kia, cái ta nói sao nãy trong đó không nói, thôi nói làm chi, có phải của mình kỳ cục không? Kiến hòa đồng giải. Thứ năm là gì? Giới hòa đồng tu. Mình ở đây là cùng giới với nhau nè. Đó, thí dụ như các vị cư sĩ là thọ năm giới, các vị xuất gia nhỏ thọ 10 giới, lớn 250 giới, bình nữ 348 giới. Trong này không có người nào mà không có giới, người nào không có giữ giới hết. Thì mình nên tu tập cái giới của mình và đồng thời hỗ trợ cho huynh đệ mình tu. Mỗi người, người ta có thể người ta sơ ý, người ta không có, người ta vi phạm cái đó, mình nhắc nhở với nhau, luôn luôn khuyến tấn nhắc nhở với nhau. Sống mà không ai đếm xỉa tay hết, muốn làm gì làm. Thứ sáu là gì? Lợi hòa đồng quân. Cái gì mà có lợi lộc cho nhau. Ví dụ như trong chùa, các vị mang vô cúng bao gạo, đâu có nghĩa là mình cúng riêng cho thầy nào đâu. Cúng cái bao gạo là cúng cho cả chúng ăn, đưa cho mình. Cái này Phật tử đó thân với tôi, cúng riêng cho tôi, cho nên bữa nào mình cũng lấy lon ra mình nấu riêng mình ăn vậy. Gạo mình ngon nhất, ăn với chúng mà. Ăn gạo dở, không có cúng riêng cho ai hết. Cúng là cúng cho chùa mình, trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nấu cơm cúng Phật, rồi cúng chư Tăng. Cho nên ở trong chùa là tất cả thức ăn quý vị cúng vào đều chia ra cho đủ hết mọi người, không có dành riêng cho ai người nào hết. Mà không phải một cái việc mà tất cả. Và lại chúng có thấy rằng á, cái chùa mà nó hưng thịnh á, thì lợi lạc chung. Cái chùa mà nó suy sụp á, là tổn hại chung. Bây giờ ví dụ bây giờ mình làm sao mà cái chùa nó suy sụp thì ai? Chúng ta đều là những người có trách nhiệm. Đây là Pháp Hòa, chúng ta nói lấy chùa làm biểu tượng thôi, chứ còn ở trong gia đình mình cũng vậy, trong chỗ làm mình cũng vậy. Nói chung là tất cả mọi nơi chung, nơi nào mà chúng ta sống mà chúng ta ứng dụng được cái pháp lục hòa thì chúng ta sẽ làm hưng thịnh cho nơi đó. Còn ngược lại, dù chỗ đó là chùa chiền nhưng chúng ta thiếu đi cái tinh thần lục hòa thì ngôi chùa đó cũng sẽ không có tồn tại. Ngôi chùa đó cũng không thể, mà nếu nó còn tồn tại đi nữa thì nó cũng eo uột lắm, nó bệnh hoạn lắm, nó vắng vẻ lắm. Là bởi vì nội bộ có ít mà chúng ta không biết đoàn kết. Cho nên cái câu này nè: và người khác không biết chúng ta đang bị hại. Hai câu này là mình không biết cái gì. Ai hại mình? Ác ma, phiền não. Chúng ta không biết cái gì? Chúng ta không biết rằng đời sống là vô thường, là ngắn ngủi. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình mãi mãi tồn tại hay sao mà chúng ta cứ phải tranh giành. Cho nên Phật nói và người khác, hay là có khi thì để là người kia không hiểu được. Có chỗ thì dịch là người kia không hiểu được. Mình không hiểu được rằng cuộc đời ngắn lắm, sống nay chết mai. Có một anh đó đi làm về phone cho vợ: 10 phút nữa anh tới nhà nha. Vợ nói em sẵn sàng cơm rồi,
10 phút nữa về ăn cơm. Quý vị biết cổ chờ mấy tiếng đồng hồ sao luôn, chồng không về. Thì sau mấy tiếng đó, điện thoại gọi về báo là chồng cô đã bị tai nạn xe chết. Vì anh vừa dứt cái phone của người vợ trong một cái cơn bão gió bão cái buổi chiều hôm đó. Một cái cây anh lái ngang, cái cây nó ngã xuống đè chiếc xe, anh chết tại chỗ. Phong Hòa có người đệ tử bên Nhật. Phong Hòa vừa rồi đi qua bển quy y cho ba cha con. Vợ chồng sống hạnh phúc. Vợ đi làm đón xe bus. Chồng ở nhà chờ cơm với hai đứa con. Xe lái sao lủi vô trong cái chỗ người vợ đang đứng chờ xe bus. Chết. Nhiều lắm lắm lắm. Pháp Hòa có một gia đình người Mỹ ở đây là đệ tử chùa đó. Dâu, con trai, đứa cháu nội đang ngồi uống cà phê ở cái đường bên kia. Một chiếc xe nó không thắng đèn đỏ. Nó lủi một cái một đi bay thẳng qua cái quán cà phê đó. Ba người đang ngồi uống cà phê ăn bánh ở ngoài cái vệ đường patio đó. Chết người con dâu với đứa cháu nội tại chỗ. Cho nên vì chúng ta có thể chúng ta nghe những câu chuyện đó rồi thôi, chúng ta không có lấy cái đó làm cái gì, làm tư duy, làm quán chiếu cho cuộc đời. Cho nên chúng ta cứ bị hại đây là ai hại mình? Phiền não, giận hờn, ganh tị, đủ thứ nó chen vô. Cái gì mình không làm, người khác làm. Mình không làm thì thôi, mình tùy hỷ. Nhưng có nhiều khi mình xấu, okay, người ta làm, mình không làm thì mình lại moi móc, soi mói, khen chê, làm cho người ta thất chí, buồn lòng, ta bỏ cuộc. Cái đây là mình nói bệnh chung chứ không nói riêng ai đó. Hễ trong tăng đoàn nó xảy ra cái việc này, thời của Phật, cho Phật nói câu này. Và từ đó các đạo tràng, các chùa đều để ra cái luật lệ trong nhà chùa mà sống chung. Điều thứ nhất, luôn luôn chùa nào cũng mở câu đó hết. Nội quy của chùa, tất cả người sống trong chùa phải sống bằng tinh thần lục hòa cộng trụ. Cộng trụ là gì? Cộng trụ là ở chung. Ở chung với cái tinh thần lục hòa này. Cho nên chúng ta không hề biết chúng ta đang bị hại. Rồi câu 2 câu kế nè. Chỗ ấy ai hiểu được? Cái chỗ ấy là gì? Cái chỗ mà sống nay chết mai, cái chỗ vô thường đó đó. Nếu chúng ta hiểu được cái chỗ đó thì cái quả tu hành là gì? Tranh luận được lắng êm. Đó, bây giờ thôi người kia giận, mình nguội. Vợ chồng cũng vậy đó. Người nóng người phải nguội, chứ nếu mà người kia mà đang giận là lửa phải không? Mình nói là chẳng nào chẳng phải nước mà là xăng. Đại chúng nhớ là khi người ta đang giận mà mình nói là mình không phải nước, mình là xăng. Mà hễ mà xăng mà vô lửa thì nó cháy, cháy cả hai, cháy cả nhà. Vì đó là cái câu kinh thứ 6 mà Đức Phật nói ở trong cái quyển Pháp Cú. Rồi hôm nay chúng ta học 2 câu ha, câu thứ 5, câu thứ 6 qua 2 câu chuyện. Bây giờ làm sao để chúng ta điều phục cơn giận? Khi nào mình giận lên á, đừng có ở cái môi trường giận đó. Bước ra ngoài, hít thở. Quý vị đừng nghĩ rằng á, tu là không có giận nha. Không có. Tu cũng có giận nữa. Nhưng mà cái người tu nó hay hơn chút là gì biết không? Biết mình giận. Biết mình giận xong rồi mình đi kiếm chỗ để mình điều phục cơn giận, làm cho cơn giận mình lắng xuống. Người tu hay là người đời giống nhau hết á, quý vị ăn, quý vị ngủ, quý vị vui buồn thì cái người xuất gia cũng không khác. Cho nên Pháp Hòa dùng cái chữ là chúng ta là có mình trong hết đó, không phải riêng ai. Tất cả con người chúng ta, ngoài cái thân, chúng ta có cái tâm. Nhưng mà với đại chúng nhớ là cái tâm của mình nó nhiều loại tâm lắm.
tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ganh, tâm tức, nhiều cái tâm lắm, mấy chục cái tâm bất thiện. Rồi chúng ta là người tu, chúng ta biết kiểm điểm mỗi tâm để chúng ta chuyển cái đó. Cho nên chúng ta thường gọi là tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là ăn hiền ở lành, không phải. Tu tâm không có nghĩa là ở nhà ăn hiền ở lành, vậy là gọi là tu tâm, không phải vậy. Tu tâm là người biết kiểm soát tâm và chuyển hóa cái tâm đó, chứ không phải là tu tâm. Thí dụ như nè, mình đã thấy mấy người mà người ta ăn chay, người ta đi chùa. Tôi không có tu như mấy người này, mỗi ngày tu hình thức lắm. Tôi tu tâm. Cái tâm đó là cái tâm chỉ trích, mà không biết cái tâm đó mà chuyển, mà cứ nghĩ là mình tu tâm. Người tu tâm là thấy ai làm điều gì thiện, tùy hỷ, vui mừng. Thí dụ thấy người ta ngồi tụng kinh, tụng kinh như con vẹt mà tụng làm gì, tụng không hiểu mà tụng gì. Cái bà này bà ác lắm, Phật nào chứng cho bà. Nhưng mà nếu cái người mà ta tu tâm, ta nghĩ khác nha. Bà này bà ác lắm mà may phước, bà còn biết tụng kinh đó. Bà không tụng kinh bà còn ác dữ nữa. Thì cái người mà người ta biết, cái người tu tâm là ta nhìn được cái tâm nó, ta không có chỉ trích ai hết đó. Mà người ta biết trân quý người nào một phút biết quay về. Thí dụ giờ mình thấy người ta ăn chay mà người ta còn đặt đồ mặn, cũng không chỉ trích nữa. Người ta đặt tên mặn thôi, nhưng mà món ăn người ta vẫn thật là rau dưa. Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Ăn mà phải đặt kêu tên này tên kia. Ở người ta ăn vậy đó, người ta kêu đủ thứ tên vậy đó, mà rốt cuộc cũng đậu hũ mì căng à. Thì cái người mà tu tâm là tâm gì nó khởi là biết liền. Thí dụ như nè, mình thấy người ta làm dở không? Nè nè, coi nè, coi nè, làm vậy mà cũng đem lên nè. Bưng ra tới cửa rồi rút lại liền. Đi ra nói về là cái tâm dở quá chừng. Nếu mà mình là người dễ thương, người chị dễ thương, người anh dễ thương, lợi chỉ cho cái người em đó. Hôm nay em làm cái này chị rất là chị rất là hoan hỷ. Nhưng mà theo ý chị là em làm vậy nó sẽ hay hơn. Mình chỉ người em mình làm, cái đó mới là cái người chị giỏi, mà cái người chị dễ thương và người biết tu tâm. Cái tâm mà chỉ trích sắp sửa lộ ra rồi, ra tới cửa rồi, nhìn là cái tâm liền. Ủa mình đang sống bằng cái tâm gì đây? Người ta làm cả buổi trời mình không trân quý, chỉ nghe thấy một cái dở gì của người ta là mình ra mình phô trương cho cả chúng thấy. Thành thử ra trong hãng làm cũng vậy, nhiều khi mình sống bằng cái tâm vậy thì người ta có thể sợ mình qua cái chức vụ của mình, nhưng mà trong lòng người ta không thương kính. Cho nên á, có những người á, có một bữa mà đọc một cái bài viết á, người ta nói có nhiều khi á, cái người boss đó người ta không còn làm ở đó, mà cái ngày mà người ta nghỉ việc á, cả bao nhiêu người xúm lại để mà có cái lời chia tay tiếc nuối. Còn boss không làm nữa, ok, good luck, rồi xong. Là mình biết là lúc mình làm boss mình đã được lòng bao nhiêu người. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ tu tâm không có phải dễ nói. Mà có thể chúng ta dễ nói, nhưng chúng ta không hề hiểu biết tu tâm là gì hết. Không phải ở nhà ăn chay, ăn hiền ở lành là gọi là tu tâm mà nha. Nếu tất cả các loại tâm mà chúng nó khởi lên mà chúng ta không biết được nó thì chưa phải là người biết tu tâm. Vì chữ tu là chỉnh sửa, tâm gì khởi lên chỉnh sửa tâm đó mới nghĩa là chữ tu tâm. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay qua hai cái bài kinh trong bài trong kinh Pháp Cú, câu thứ 5 và câu thứ 6. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đền.
và chúng sanh đều trọn thành Phật.